Dịch vụ Logistics là một hoạt động theo các dịch vụ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực này thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận của khách hàng để được hưởng doanh thu từ các dịch vụ liên quan. Khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán trong công ty dịch vụ Logistics, thành thạo tính giá thành của mảng dịch vụ, thành thạo việc lập báo cáo tài chính của công ty dịch vụ Logistics, hoàn thiện bộ hồ sơ kê khai hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu, kiểm kê hàng hóa, thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến thực hiện việc khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai chúng ta sẽ đi vào các chứng từ hóa đơn phát sinh trong năm tài chính. Và nội dung thứ ba là hoàn thiện sổ sách và nộp báo cáo tài chính. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung. Ở nội dung thứ nhất, trong phần đầu kỳ các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa các sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty dịch vụ Logistics. Đối với doanh thu của công ty dịch vụ Logistics được gọi chung là doanh thu của mảng dịch vụ. Nhưng trong dịch vụ đó sẽ được chia rõ làm từng doanh thu của mảng nào để khi thanh tra chúng ta có thể trình bày rõ ràng. Các chi phí liên quan đến công ty của dịch vụ Logistics bóc tách các chi phí cho nhiều mảng dịch vụ trên một hóa đơn. Hạch toán và phân bổ các chi phí liên quan đến công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt xử lý các vấn đề liên quan đến thu hộ, chi hộ phát sinh. Tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ và thực hiện việc kết chuyển lãi lỗ. Đối với các nội dung liên quan đến thuế, hướng dẫn về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cân đối các chỉ tiêu trên tờ khai, thực hiện việc đối chiếu, sửa sai và cách điều chỉnh tờ khai thuế, hướng dẫn thực hiện việc hạch toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Và nội dung thứ ba sẽ hướng dẫn cho chúng ta việc cân đối, hệ thống lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn nộp các tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thực hiện lên một bộ báo cáo tài chính, hỗ trợ kê khai thuế để hướng dẫn cho chúng ta thực hiện việc nộp thuế điện tử, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách và kết xuất điều nội bộ cũng như kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi chúng ta tham gia vào khóa học của mảng dịch vụ Logistics. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học phù hợp, bao gồm tự học, lớp tập trung online, một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web kế toán Việt Hưng.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online và cách chọn đến vào khóa học để chúng ta xem các nội dung của khóa học online. Mỗi một chứng từ một hóa đơn sẽ hướng dẫn cụ thể cho chúng ta từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.